Xin chào và cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV. Nếu thấy hay các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh để liên tục cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến từ tin tức 24 giờ TV nhé. Sau đây mời quý vị cùng đến với các nội dung chính có trong chương trình. Trong bản tin thời sự nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau. Tiết lộ mức án mà nữ nghi phạm cướp ngân hàng Techcombank phải đối mặt. Bốn thanh niên tay lăm le dao đột nhập nhà dân chỉ để trộm hai chiếc quần. Trực thăng cùng đặc công nước cứu hộ thành công 9 người trên tàu Việt Ship. Xuống đường nhặt dép, cô gái bị tên cướp kéo lê hàng chục mét trên đường. Thủy điện Quảng Nam xả lũ, đã có ít nhất 4 người chết và mất tích. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Thông tin đầu tiên, tiết lộ mức án mà nữ nghi phạm cướp ngân hàng Techcombank phải đối mặt. Liên quan đến vụ cướp ngân hàng Techcombank chi nhánh Trương Vĩnh Ký tại đường Trương Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lấy lời khai của Phùng Thị Thắng, 24 tuổi, quê Bắc Giang, nghi phạm gây ra vụ cướp trên. Theo lời khai của Thắng, vào thành phố Hồ Chí Minh làm ăn lập nghiệp với mong muốn làm giàu nơi đất khách. Thắng bắt đầu học hỏi kinh nghiệm và tham gia các chương trình truyền hình thực tế để khởi nghiệp nhưng không thành công. Nghi can thừa nhận đang nợ nần chống chất, gặp nhiều khó khăn nên nghĩ đến việc đi cướp tài sản ngân hàng để trả nợ. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 10 tháng 10, Thắng đến phòng giao dịch trương Vĩnh Ký thuộc Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Tân Bình, địa chỉ số 98A Trường Vĩnh Ký, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Sau đó hô to có bom và yêu cầu nhân viên phòng giao dịch gom tiền bỏ vào túi sách của nghi can này. Sau khi lấy được tiền, Thắng đi ra khỏi ngân hàng, khóa cửa lại và lên taxi tẩu thoát. Số tiền cướp được khoảng 2,1 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi, hành vi trên của Phùng Thị Thắng sẽ bị xử lý như thế nào theo quy định của pháp luật? Trao đổi với phóng viên kiến thức, luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhìn nhận, đây là một vụ cướp táo tợn, tuy nhiên cũng khôi hài và có phần ngây thơ của nữ nghi phạm. Thực tiễn cho thấy phần lớn các vụ cướp ngân hàng từ những đối tượng không chuyên nghiệp sẽ đều bị bắt giữ trong khoảng 24 tiếng kể từ thời điểm vụ việc xảy ra. Với những đối tượng cướp chuyên nghiệp, băng nhóm cũng khó thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật tuy nhiên có lẽ lâm vào hoàn cảnh túng thiếu khốn khó cùng với suy nghĩ ngây thơ bồng bột nên phùng thị thắng đã quyết định lựa chọn một hành vi mạo hiểm và gần như là không có cơ hội thành công luật sư cường cho rằng phùng thị thắng chưa phải là người nổi tiếng nhưng cũng là người có tiếng và có sự chú ý quan tâm của dư luận do từng thi chương trình hài trên truyền hình nên hành tung thông tin rất dễ bị bại lộ phát hiện và rất dễ nhận dạng đối tượng sử dụng xăng và vật giả bom làm công cụ gây án trong khi phần lớn các vụ cướp ngân hàng, các đối tượng sử dụng súng là đàn ông và với vẻ hung hãn manh động. Vụ việc này đối tượng còn sử dụng phương tiện công cộng, dễ truy xét dấu vết là taxi để thực hiện hành vi phạm tội. Bởi vậy có thể nói rằng, phương thức và kế hoạch của đối tượng khá thô sơ khi nhắm vào ngân hàng để cướp tài sản. Có lẽ lý do đó đối tượng sớm bị bắt giữ và thu giữ tăng vật. Theo quy định của pháp luật, người nào đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cố ý dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người khác bị tấn công, lâm vào tình trạng không thể chống cự được, nhằm chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý hình sự về tội cướp tài sản. Với hành vi cướp tài sản với số tiền trên 2 tỷ đồng, đối tượng này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể lên đến 20 năm tù hoặc tù trung thân theo quy định tại khoản 4, điều 168 Bộ Luật Hình Sự năm 2015. Số tiền mà đối tượng này cướp trên 2 tỷ đồng nên sẽ phải đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, Thắng có đam mê hoạt động nghệ sĩ và đã từng tham gia các game show trên truyền hình và được giám khảo đánh giá cao. Tuy nhiên do làm ăn thua lỗ, nợ nần túng quẫn nên đối tượng đã làm liều. Vấn đề này, luật sư Cường cho rằng cơ quan chức năng sẽ xác minh làm rõ danh tính, làm rõ nguyên nhân động cơ của sự việc để có kết luận và kiến nghị hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hành vi dùng vũ lực, hung khí đe dọa cán bộ nhân viên ngân hàng để lấy tài sản là hành vi cướp tài sản, Đối tượng và vật chứng đã được thu giữ. Bởi vậy dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa thì cũng không thể biện minh cho một hành vi vi phạm pháp luật, đối tượng này sẽ phải chịu chế tài nghiêm khắc. Luật sư Cường cho hay, vụ việc này cũng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai vì lòng tham mà muốn chiếm đoạt tài sản của người khác coi thường pháp luật. Cuộc đời không giống như trên sân khấu, khi một màn kịch khép lại thì có thể đã hết cuộc đời. Khi vướng vào vòng lao lý với mức hình phạt 18 năm tù trở lên thì có lẽ khó có cơ hội để làm lại cuộc đời. Bởi vậy việc này sẽ là bài học cảnh tỉnh cho những ai buông thả thiếu trách nhiệm, coi thường pháp luật và có những suy nghĩ ngây thơ về những hành vi vi phạm pháp luật. Chuyện sang một thông tin đáng chú ý. Bốn thanh niên tay làm le dao đột nhập nhà dân chỉ để trộm hai chiếc quần. Đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên đột nhập vào nhà dân trộm hai chiếc quần jean được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh hai thanh niên đi xe máy khi qua nhà dân thì phát hiện bên trong sân có phơi quần áo. Lúc này một thanh niên xuống xe nhòm ngó để vào trộm thì bất ngờ con chó của gia chủ chạy ra sủa nên hai thanh niên lên xe bỏ đi. Một lát sau, hai thanh niên này cùng với hai đồng nghiệp khác dừng lại trước cổng nhà dân, quyết tâm trộm bằng được chiếc quần jean. Quan sát thấy không có ai qua lại trên đường, nhà không có người và con chó lúc nãy đã lơ là đi vào phía trong nên nhóm đối tượng quyết tâm đột nhập. Nhanh như cắt, hai thanh niên ngồi sau hai xe máy đẩy cổng, chạy vào lấy trộm hai chiếc quần jean, trong đó thì một cái quần dài, một cái quần ngắn. Phát hiện kẻ gian, con chó đã lao ra sủa và đuổi theo nhưng không kịp. Khi đột nhập, trên tay hai thanh niên cầm hai con dao Thái Lan có thể dùng để chống trả nếu bị phát hiện truy đuổi. Theo thông tin từ tài khoản đăng tải, người này từ thành phố Hồ Chí Minh về thăm nhà ở khu vực chợ Trung Hòa, xã Ea Tiêu, huyện Cư Krin, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 10 tháng 10, người này mang mấy bộ đồ da giặt phơi ở trên sân, trong đó có hai cái quần jean để vào lại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng mới đóng cửa đi ra ngoài thì có bốn thanh niên đi hai xe máy chạy qua canh me. Khi không thấy ai ở nhà, hai nam thanh niên cầm hai con dao Thái Lan, mở cổng, chạy vào sân lấy hai chiếc quần jean rồi bỏ chạy. Đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bình luận ngắn ngẩm khi bốn thanh niên sức dài vai rộng, không lo làm ăn lại đi trộm hai chiếc quần jean giữa ban ngày. Trực thăng cùng đặc công nước cứu hộ thành công 9 người trên tàu Vietship. Đến 9 giờ 20 phút, với sự tham gia của trực thăng cứu hộ lẫn đặc công nước, toàn bộ người gặp nạn mắc kẹt trên tàu Vietship 1 ở vùng biển Quảng Trị đã được đưa vào bờ an toàn. Sáng 11 tháng 10, ngoài việc sử dụng trực thăng, thì lực lượng đặc công nước của Hải quân cũng đã tham gia vào việc cứu hộ những người trên tàu bị nạn. Với sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng, tất cả các thành viên được cứu vào bờ an toàn. Trước đó, chiều tối mùng 10 tháng 10, do điều kiện thời tiết xấu nên việc cứu hộ bằng trực thăng buộc phải tạm dừng. Theo đó, trực thăng chỉ tiếp cận tiếp tế lương thực cho các thuyền viên trên tàu và thả dây nối vào tàu Vietship 1. Theo kế hoạch, sáng nay trực thăng sẽ thả phao bè điện thoại, giải thêm hai lớp dây, mỗi bè sẽ chở 3 người rồi kéo vào bờ nếu thời tiết thuận lợi. Hiện đã có thêm 2 người trên tàu Vietship 1 nhảy xuống biển, một người đã vào bờ. Khi hai người trên tàu gặp nạn nhảy xuống biển, tàu cao su được đưa ra ứng cứu. Nhóm 7 người bám trụ ở ống khói thì không ra ngoài. Theo ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, các lực lượng cứu nạn vừa tổ chức họp, trước mắt sẽ cho đặt công nước theo dây neo từ bờ ra tàu gặp nạn để khảo sát. Nếu thuận lợi, trực thăng sẽ thả dây kéo 9 người gặp nạn vào bờ. Hiện 12 đặc công nước thuộc Lữ đoàn Đặc công 126, quân chủng Hải quân từ Đà Nẵng đã có mặt ở Quảng Trị để triển khai công tác cứu hộ. Hơn 8 giờ, trực thăng xuất hiện tại vùng biển tiếp tục cứu hộ các thuyền viên còn lại. Như đã thông tin, khoảng 3 giờ sáng ngày 8 tháng 10, tàu Vietship 1 neo đậu ở khu vực cảng cửa Việt bị nước lũ cuốn trôi ra biển, mắc cạn ở khu vực cách bờ khoảng 400 mét. Trên tàu có 12 thuyền viên, hiện đã có 4 thuyền viên mặc áo phao bơi được vào bờ. Quá trình cứu hộ 8 thuyền viên còn lại, một tàu cá của ngư dân Quảng Trị với 4 thuyền viên đã tiếp cận gần tàu gặp nạn vào sáng ngày 10 tháng 10 thì bị lật. Một người bơi được vào bờ, ba người bơi và bám víu vào được tàu gặp nạn. Đến chiều 10 tháng 10, một tàu cá khác của ngư dân Quảng Trị tiếp cận và cứu được hai ngư dân mắc kẹt trên tàu này. Xuống đường nhặt dép, cô gái bị tên cướp kéo lê hàng chục mét trên đường. Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cô gái bị một đối tượng cướp xe máy rồi kéo lê nạn nhân trên đường hàng chục mét. Thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày, chị PH khoảng 25 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 60F1 73466 di chuyển về hướng chợ Đại Lộ, khu phố 2, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Khi đến gần tới chợ thì chị Hát bị rơi dép xuống đường nên dừng xe lại để đi bộ, quay lại để nhặt. Lợi dụng sơ hở của chị Hát, một người đàn ông đang đi bộ trên đường bất ngờ nhảy lên chiếc xe của chị Hát, dô ga phóng đi. Chiều tối ngày 10 tháng 10, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ cô gái bị một đối tượng cướp xe máy rồi kéo lê nạn nhân trên đường hàng chục mét. Thông tin ban đầu vào sáng cùng ngày, chị PH khoảng 25 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, điều khiển xe máy, mang biển kiểm soát 60F1-73466, di chuyển về hướng chợ Đại Lộ, khu phố 2, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa. Khi đến gần tới chợ thì chị Hát bị rơi dép xuống đường nên dừng xe lại để đi bộ quay lại để nhặt. Lợi dụng sự sơ hở của chị Hát, một người đàn ông đang đi bộ trên đường bất ngờ nhảy lên chiếc xe của chị Hát, rùa ga phóng đi. Thủy điện Quảng Nam xả lũ đã có ít nhất 4 người chết và mất tích. Theo thông báo của Thủy điện Đắc Miu 4, Lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, Thủy Điện đã bắt đầu xả lũ từ 700 đến 3.000 mét khối trên dây. Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, hiện đã có 4 người dân bị chết và mất tích. Do mưa lũ ở thượng nguồn, nên mực nước ở hồ Thủy Điện Đắc Miu 4 từ 700 đến 3.000 mét khối trên dây. Mực nước ở hồ Đắc Miu 4 đang ở cao trình 253,45 m. Để thực hiện điều tiết mực nước hồ theo chỉ đạo của tỉnh Quảng Nam, từ 8 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 10, hồ bắt đầu xả điều tiết. Theo đó, hồ sẽ xả theo lượng nước đang về hồ từ 700 đến 3.000 m3 trên dây và hơn 104 m3 trên dây qua chạy máy. Dự kiến đến chiều tối cùng ngày, vùng Hạ Du là các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, thị xã Điện Bàn, thành phố Hội An của tỉnh Quảng Nam và một phần của thành phố Đà Nẵng, nước sẽ dâng lên lại. Sáng nay, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Tam Hải, huyện Núi Thành cho biết có 4 ngư dân bị mất tích. Theo đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 11 tháng 10, người dân phát hiện tàu cá QNA90499TS bị chìm khi đang neo đậu trên sông thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải. Cơ quan chức năng xác định tàu QNA90499TS có công suất 600 CV do ông Nguyễn Diệp, sinh năm 1973, trú tại thôn Xuân Mỹ làm chủ phương tiện. Theo Ủy ban nhân dân xã Tam Hải, Chiều tối qua thì ông Diệp cùng con trai là anh Nguyễn Phúc Đạo, sinh năm 1977, lên tàu của mình để trông coi, đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy thi thể của hai cha con ông Diệp. Cũng chiều tối qua mùng 10 tháng 10, một cặp vợ chồng ở thị xã Điện Bàn đi đám cưới ở huyện Duy Xuyên, trên đường về thì bị lũ cuốn trôi. Theo thông tin từ chính quyền thị xã Điện Bàn, khoảng 16 giờ ngày mùng 10 tháng 11, anh LTQ 26 tuổi và vợ là LTHS 23 tuổi chú thị xã Điện Bàn, đi đám cưới ở xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên. Trên đường về thì vợ chồng anh Quy qua đoạn đường DT 609B thuộc xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc thì bị nước lũ cuốn trôi. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng phối hợp cùng người dân tìm kiếm hai nạn nhân. Đến khoảng 9 giờ sáng nay 11 tháng 10, thi thể của chị S đã được tìm thấy. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể anh Quy cũng được tìm thấy cách vị trí bị cuốn trôi khoảng 50 mét. Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình. Nội dung trên cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để cập nhật liên tục những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.